chất lượng, xin mời liên hệ theo số điện thoại 0988 678 503. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em một chiếc xe rất là đẹp mắt luôn, Kia Rio hatchback, dạng hatchback, xe nhập nguyên chiếc Hàn Quốc luôn. Đây tôi sẽ giới thiệu tổng thể bao nhiêu xe luôn. Xe này sản xuất năm 2015 nhé, xe nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Xe đã được trang bị đèn pin xenon, giải đèn led định vị ban ngày luôn. Ta cùng đi qua một chiếc vòng chiếc xe luôn. Là răng hợp kim nhá, 17 inch, khác với phiên bản sedan 16 inch. Rồi, tích hợp đèn báo rẽ trên gương. Chúng ta xem tổng thể chiếc xe luôn. Xe này option được trang bị tương đối là đầy đủ này. Cảm biến lùi cũng có rồi nhá, cam lùi cũng có này, quay cho anh em xem xe là một cốp đi, cốp rất rộng luôn. Hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể gặp lại những cái cốp phẳng luôn. Ok, hàng ghế rồi, chúng ta cùng đi vào khoang nội thất phía bên trong. Được trang bị màn hình DVD này, cảm biến luôn này. Đây, tôi đang mở cái đường. Ok, trong DVD đây. Rồi, điều hòa tự động này, tự động luôn. Start top, và tự động cruise control, đang phải gạch tay. Nói chung xe này option rất là ok nhé, gần như đầy đủ luôn. À, có cả cửa sổ trời này, cửa sổ trời đây. Hẳn phiên bản sedan luôn, vô lăng tần số vẫn còn mới lắm, chưa có hiện tượng bởi bóng chóc gì cả. Đây, quay phần ghế ra cho anh em xem nó nhé, rất là đẹp luôn. Là khoảng cách phía sau tập